96 96 Liên từ 3 Liên từ phần 3 Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. Tôi thức dậy ngay khi nào đồng hồ báo thức kêu. Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. Bao giờ bạn gọi điện thoại? Bao giờ bạn gọi điện thoại? Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một chút thì giờ. Các bạn sẽ làm việc bao lâu? Các bạn sẽ làm việc bao lâu? Tôi sẽ làm việc khi tôi còn làm được. Tôi sẽ làm việc cho đến khi tôi còn làm được. Tôi sẽ làm việc khi tôi còn mạnh khỏe. Tôi sẽ làm việc cho đến khi tôi vẫn còn mạnh khỏe. Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. Theo tôi biết, anh ấy ở đây. Theo tôi biết, anh ấy ở đây. Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. Tôi đã ngủ quên, nếu không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã ngủ quên, còn không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã bị lỡ xe buýt, còn không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã không tìm thấy đường, còn không, tôi đã đến đúng giờ.